Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Thì trong cái thời tiết mùa hè nắng nóng bức đổ lửa như thế này thì nỗi ám ảnh kinh hoàng đó chính là mùi hôi trên cơ thể. Bạn thế bạn có muốn cơ thể mình luôn thơm tho suốt những ngày hè nóng bức như thế này không? Nếu không muốn thì hãy cùng mình đi hết video này nhá. Nó rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Đầu tiên là chúng ta phải thay đổi chế độ ăn uống. Ngoài tiết ra nhiều mồ hôi thì thói quen ăn uống của chúng ta cũng sẽ là nguyên nhân chính gây ra những cái mùi hôi khó chịu ở trên cơ thể. Mọi người hãy hạn chế ăn những cái thức ăn như là hành, tỏi, đồ cay nóng hay là những cái đồ dầu mỡ ấy, thì đó cũng sẽ là nguyên nhân chính gây ra những mùi hôi. Ngoài ra thì cũng có thể hạn chế những cái thức ăn có hàm lượng lưu huỳnh cao như là măng tây chẳng hạn. Và thay vào đó mọi người hãy ăn uống thanh đạm hơn, hãy ăn nhiều rau xanh hơn, ăn nhiều hoa quả hơn và chịu khó uống nhiều nước. Tại vì sao uống nhiều nước thì sẽ có nhiều nước ở trong cơ thể đủ cho quá trình thanh lọc cơ thể của chúng ta, và điều đó cũng giảm được cái mùi hôi mà chúng ta tiết ra. Tiếp theo là phải giữ cơ thể chúng ta luôn khô thoáng. Và mùa hè thì sẽ khiến da của chúng ta tiết ra mồ hôi, và lượng mồ hôi nhiều hay ít thì cũng sẽ tùy theo từng cơ địa hay là thói quen sinh hoạt ăn uống của mọi người. Vì vậy nên là mọi người chịu khó tắm, có thể một ngày tắm 1 đến 2 lần. Và mọi người lưu ý là sau khi tắm xong thì hãy lau cho thật khô và thật sạch sẽ thì hãy mặc quần áo vào nhé. Và đặc biệt là hãy để ý vệ sinh vùng nách và vùng kín một chút, hãy vệ sinh sạch sẽ và lau khô vùng này cho thật thông thoáng. Ngoài ra thì và trong thời tiết mùa hè, mọi người hãy lựa những cái bộ quần áo nó mỏng, nó có độ hút nó cao, thì để khi mà chúng ta tiết ra mồ hôi thì có thể hút vào áo và nó không không bị ra quá nhiều mồ hôi ướt đẫm nhé. Mà họ lựa chọn những trang phục mà nó có độ thông thoáng cao, thấm mồ hôi tốt và giúp cơ thể mình chúng ta luôn khô thoáng. Bước 3 đó chính là dọn cỏ cho vùng dưới cánh tay này. Khi mà chúng ta bước vào tuổi dậy thì sẽ vùng nách này phát triển lên thì sẽ tiết ra cái tuyến mồ hôi rất là khó chịu, và theo các chuyên gia thì cái vùng những cái mùi hôi khó chịu phát ra là do mùi hôi trên cơ thể và cả tác động của các vi khuẩn nữa. Mà cái vùng nách này là một vùng da khá là rậm rạp, cho nên là mọi người hãy vệ sinh sạch sẽ cho em nó luôn sạch sẽ thông thoáng để không tạo được ẩm thấp ấy. Tại vì như vậy thì sẽ khiến cho cái nếu mà mình không vệ sinh sạch sẽ và nó để nó rậm rạp quá thì cũng sẽ tạo điều kiện tốt cho cái lượng vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở hơn. Và cái đặc biệt là trong cái thời tiết mùa hè như này, với những cái tác động hoạt động mạnh như này, thì cái tuyến mồ hôi tiết ra nó sẽ càng nặng mùi và càng khó chịu hơn. Cho nên là mọi người hãy vệ sinh thật sạch sẽ cái vùng nách này nha. Có thể cạo cũng được, còn nếu mà mọi người cạo mà sợ bị chảy xước ra thì cách tốt nhất là tối ưu nhất là mọi người nên ra spa để có thể triệt cái vùng đông nách này ra. Và ngoài ra thì mình giữ nó luôn sạch sẽ khô thoáng, có thể sử dụng lau mùi và vệ sinh em nó thường xuyên để cái vùng nách này nó tiết ra tuyến mồ hôi nó không ra quá nhiều mồ hôi khiến mình cảm thấy khó chịu. Ok. Và bước cuối cùng để giúp cơ thể luôn thơm tho trong suốt ngày hè này thì bạn hãy sử dụng những cái trợ thủ đắc lực cho mình. Không cứ gì phải là nước hoa hay là body mist hay là xịt khử mùi hay là sữa tắm hay là cái gì đấy, mà mình có thể sử dụng em tinh dầu nước hoa này. Thì bạn hãy lựa cho mình một mùi hương trên cơ thể mình phù hợp với mùa hè, mà một mùi hương mà đem lại cho mình đầu tiên là theo sở thích của mình đã nè, và mùi hương kiểu nó nhẹ nhàng thôi, tinh tế thôi, và đem lại cảm giác thoải mái sảng khoái nhất cho mình trong những cái mùa hè này. Và không chỉ là loại bỏ mùi hôi cơ thể mà đem lại cái hương thơm cho mình để giúp mình tự tin hơn trong những cái mùa hè nóng bức ngoài nóng này. Khi mà vận động mạnh thì mình có thể sử dụng để lấn át lại những cái mùi hôi đấy, và hãy sử dụng hàng ngày. Và tất nhiên là bạn nên lựa thật kỹ những cái mùi hương mà phù hợp với mình theo sở thích phong cách của mình, thì mỗi ngày thì mình dùng mình mới cảm thấy là ok hơn, và dường như dùng em nó thì có thể goodbye, tạm biệt mãi mãi cái mùi hôi trên cơ thể này, tại vì đã có em này rồi. Ok, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của mình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Xin chào mọi người.